Mùi gió Tây Bắc quả nhiên là quá đã. Thật vách xà lách mà. Dạ thưa ngài, hãy lãnh đạo tôi. Ôi bờ mộng ấy thật quyến rũ. Đàn ông đàn bà quan trọng đéo gì, miễn sướng là được. Tội nghiệp mấy cái đứa cô đơn dưới trời đông giá rét. Nhìn tôi nè, cùng lắm chui vô đây trốn tạm vậy. Đừng để ý, nó nghiện mà còn gãi mà.